Không khai báo mà. Yes sir. Đó, chị đi qua lâu rồi. Tính nhỏ ở đây. Người đứng ngoài em. Nước ngoài. Người gì cái người đứng ngoài. Sao anh? Anh sẽ chỉ vào chiếu để kiểm tra cái đi vào có gì nó là xe mang mấy cái điện thoại trong điện thoại cho người nhà em có sao anh để ở nhà bị kiểm tra điện thoại rồi sao anh giờ không kính luôn rồi. Có gì đâu có hai cái điện thoại cho người nhà mà phải không kính anh. Tôi đi Việt Nam 100 lần rồi, anh coi hồ chứa đóng. Đang bị kiểm tra điện thoại các bạn nhé. Dạ 4 cái, 2 cái cho tôi xài. Dạ 2 cái cho người nhà. Dạ có giấy thế mua tại hãng. Chứ không phải là mình gọi là mình có đem đi ship về. Không phải là mình ăn cắp cho hay là mua hàng tốn thuế. Tôi biết là anh sẽ bị chặn lại tại Việt Nam mình đúng không? Cho nên tôi mua cái gì đâu. Cái này không, của tòa cũ tôi, anh thích tôi tặng anh luôn. Tặng 2 cái. Không, tôi tặng, tại đồ cũ, anh thích tôi tặng anh. Tặng anh đeo Rolex cho vui. Không, tôi tặng anh, nó thiệt. Không được phép rồi anh ơi. Vậy thì không, đó đồ cũ anh tặng anh thích. Tại vì tôi đây anh quay đồ xíu nè. Quay đồ xíu tổng bao nhiêu cái nha. Tôi biết nè. Tổng 100 ngàn là anh quay đồ xíu tổng bao nhiêu lần Việt Nam. Anh là doanh nghiệp hả? Dạ, tôi nói bao nhiêu lần Việt Nam. Thành ra anh đừng làm hơi dễ thế nào. Anh thích tôi tặng. Không, anh cần cà phê. Tôi tặng anh tên cà phê. Hôm nay mình không à. Anh... người gia đình người nha. Tặng anh. Không, tôi không lấy. Ừ, anh cái đồ, ba cái đồ. Tôi đi làm việc ở đây nè. Anh có mấy cái điện thoại anh bốn đây đóng thuế tôi mua bao nhiêu cái mua đóng thuế tại Mỹ cái nào có tương lai không phải đồ ăn cắp trộm phải đồ hàng sách tay cái điện thoại này mấy cái của nhau nhé có bốn cái đấy. Cái của tôi xài hai cái của tôi xài với bạn tôi còn hai cái tôi mua tại tặng ở nhà để có tương lai anh nếu được vậy là có đóng thuế đàng hoàng trả tiền thuế hôm nay là hoàng. Bây giờ anh ngồi đây nhá. Không đi nhà chờ chết. Không, bây giờ cái quy định của anh ấy thì là anh chỉ được miễn thuế 10 triệu thôi. Anh mang về 100 cái không sao, ok. Nhưng mà cái tiêu chuẩn của hành khách ấy thì mỗi người chỉ được miễn thuế 10 triệu. Chỉ là... em mua được thì đóng thuế mua tại nước ngoài tên của em mua không, mà anh, ngoài anh, mua như... anh cứ ngồi xuống. Anh đi mua nước ngoài về anh còn được hoàn thuế thì anh hồi thuế anh không đóng thuế tức là khi anh mang ra là người ta sẽ hoàn thuế cho anh không em đi hoàn mà nhưng mà khi mà anh mang về đây thì anh sẽ phải thực hiện cái vụ về thuế kể cả người Việt Nam đến nước ngoài mua đi về nước cũng bị đóng thuế à? Tất cả mọi người Việt Nam luôn người Việt Nam người nước ngoài giống nhau anh ạ. Đến để anh nói quyền của anh xong. Anh phải biết là bọn tôi làm đây hàng ngày, bọn tôi thông báo những cái thông tin rất chính xác. Vì bây giờ hành khách thì ta cũng rất là nóng được cái. Người là đem ra lại nước ngoài thì không đóng thuế. Đem ra ngoài nước ngoài thì anh phải làm cái khai hàng tạm nhập tái xuất. Nhưng mà thông thường thì nó sẽ không có cái việc đấy. Ví dụ như cái máy móc thiết bị của các chuyên gia, anh cứ ngồi xuống. Thôi em được anh nói thôi. Thì của chuyên gia nước ngoài. Ngồi trên máy bay mấy chục tiếng mọi chứng. Về cái ngân hàng của anh nhé, thì bây giờ là anh được miễn thuế 10 triệu, tức là khoảng 450 đô. Thế còn phần còn lại đây anh phải kê khai. Của anh là 4 cái, nó rơi vào tầm độ 5.000 đúng không?
khỏi xem cái này đi. 5.000 của anh trừ đi 400. Để tôi nói cho anh xong đã. Chính xác đi, tôi không nói xa với anh. Chứ của anh là người làm 4.550 đô. Và anh phải đóng thuế. Mà riêng cái tiền thuế AC nó là 10% là 400 đô. Không, cái này anh chờ ngoài ngày mà cái này tôi tính tôi không ngồi rất rối rồi, chiều tới tôi rồi phải lộn ấm chùm mệt nghe không được không, chúng ta quay hộ chiếu tôi rồi thôi, anh làm được nhanh đúng không? Đây đây đây, anh cứ để đây, để đây nhé. Còn là có không? Không được. 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 Anh không được, 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 không, cái 64 của anh ấy, thôi anh không phải mở ra nữa, thế đó, người ta soi. 64 của anh ấy. Thế đó, một cái ngàn mốt anh nhăn đi. Còn cái kia của anh là phải 1.350. Ồ, 1.149 đồng. Em mua mà, có bên like mà. Thì 3 cái 3 bằng 3, anh đóng thuế mà, để lấy xem. Phải hả, lấy xem. Đây đồng 300. Ờ, còn bằng đóng thuế à. Chắc nó chưa thấy khẩu. 3 cái điện thoại, 3.300. Của tôi xài một cái rồi, miễn thuế rồi. À không, của anh. Rồi kìa, 3.300, rồi kìa. Anh trừ hết 1 ngàn... 4 điện thoại 3.300 cho lực anh. Ờ, 4 hay 4 hoặc 4. Thì anh trừ đi 450. Cá nhân của tôi thay không đi đóng thuế hả? Tất cả đều phải đóng thuế. Anh yên tâm, nên là anh... tất cả đều trong sách hết luôn. Không nói sai. Anh đòi tôi 300 thôi, không có, tôi không có 300 gì đó. Tôi gửi 100 một phê rồi. 100 thì không thể thu được. Còn đồng hồ, anh tặng, thích anh tặng. Cái tặng khó dễ với người đâu về tới đem về quê hương tặng người gia đình khó dễ chứ anh tặng tôi không lấy đồng hồ của anh. Ừ. Đồng 200. Anh em chỉ có đóng 100 cho anh 100, anh bảo cho cà phê cho em đóng nhiều hơn 100 thì chị cũng không làm được. Thế tiền em có đã không mua hết đồ rồi không có tiền tôi mang người này hàng tôi chưa cần soi mà bây giờ anh đóng vậy thì không được. Anh có áo, cái này là áo quần thôi, tôi đây đồ quan trọng lắm, sách tay. 100%, anh em là phê rồi. Thôi nhanh nhanh chóng. Nhanh chóng 100 rồi, đóng như cái thật ra tôi không có cái gọi danh chi phải không? Còn người nhà tôi toàn thứ dữ không đấy ha, làm lớn là chi, anh mới việc làm nữa. Đó là đúng. Thật. Nếu mà đã thế thì em là. Thì anh đưa 100 được rồi, anh em thôi, phê. Nói với anh là đây là camera. Em ra ngoài em đưa tiền cho anh. Để đừng có nhiều anh em không? Đúng không? Đúng không? Em có gì hơn à. Giúp đi anh em một cà phê cho. Giờ anh làm hơi dễ rồi. Tôi chỉ phạm để tôi đóng một trăm cho anh nè. Nhiều hơn anh có đi nhiều, anh biết anh đi lát hồi chiều rồi. Rồi, em quay tôi đi để làm cái công việc gì? Cái đấy anh có thể anh chết lúc nào cũng được mà. Lên Google gọi tên em ra, em đi làm công việc gì? Bấm tên em, ngay hồi chiếu nè. Lên Google bấm tên em ra. Em là ai? Đi cà phê. Em hiểu, anh nói được em đi công việc mà ba điện thoại về anh bắt đóng thuế vậy là... Thôi camera, anh ra đây. Thôi, em gửi cho anh cho cà phê. Cái này là tôi không muốn kéo dài thời gian mắc người nhà tới chờ ngoài không? Hai rồi. Tụi anh em là nói vậy được rồi, đừng nói nhiều. 120 được rồi, anh uống cà phê thôi. Không, em thiệt á. Chắc anh biết là chú Lê Đông Phong là ai trong này đó. Chú tôi đó. Giám đốc ban thành phố Hồ Chí Minh. Ok. Vậy anh muốn làm khó thì tôi anh mệt lắm đó. Anh em muốn ra ngoài cho người nhà chờ lâu phải không? Không làm khó anh, tôi dạ. Quá dễ với anh rồi. Thôi.
anh đi về hỏi hai anh vậy. Cháu chẳng này. Người nhà tôi làm tổng với bộ ma, anh có tin như vậy thôi, bây giờ lắm. Làm quá dễ. Thì anh nói 300 tôi chưa, 120. Tôi đi lâu về quê hương, anh làm khó dễ tôi như thế thôi, không, chết rồi. Anh có thể anh kiểm tra lại thông tin. Rồi, không tin gì. Anh mất hết nửa tiếng của tôi nữa. Xin lỗi, chơi qua nha. Anh tên gì? Anh tên gì? Anh từ chối tên và lấy mình 120 đồng cho ba cái điện thoại di động nha các bạn. Anh ấy từ chối cung cấp tên, các bạn thấy mặt anh ấy không? Để lấy ba cái điện thoại 120 đô. Cái này live stream nha. Các nhà báo vào đem ba cái điện thoại iPhone về bị chặn lại bị phạt nha các bạn. Rồi, bị bắt đòi tiền cho mình 400. Mình đòi thôi, mình đợi mấy chục cà phê không chịu. Rồi xong đòi 300, xong số 200. Và cuối cùng lấy mình 120 đô cho ba cái điện thoại nha. Nha, các bạn, hôm nay mình quay live stream, các bạn thấy mặt anh Hải Quang đó không? Hỏi tên gì không cung cấp tên. Các bạn share mạnh cái video này đi. Xem mạnh video này cho mình nha.